Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan, và nếu các ngươi muốn hiểu thì chính Gioan là Elia kẻ phải đến. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về một con người đặc biệt, có sứ mệnh đặc biệt, đó là Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu ca tụng ông vì ông có một số đức tính cao cả mà ít ai có được như ông. Trước hết, ông là một người quả cảm, dám hy sinh vì sứ mạng, không bao giờ chịu lùi bước và chịu thua sự dữ. Các người đi ra sa mạc để coi cái gì? Một cây sậy trước gió ư? Gioan không phải là một cây sậy nhút nhát. Gioan đã đương đầu với sự xấu. Gioan không sợ chết, không sợ Ê-rô-đê khuyến, không sợ vua Ê-rô-đê khi ông khuyến cáo nhà vua không được lấy vợ của người anh cùng cha khác mẹ với mình. Ông đã can đảm để bảo vệ chân lý. Có một nông dân kia đi xe ngựa ra phố, đến một cửa tiệm. Ông dừng xe vào mua đồ. Vừa đến cửa thì con ngựa hí lên và nó bỏ chạy. Ông vội vàng chạy ra siết chặt dây cương. Con ngựa hoảng sợ chạy tứ tung trên đường, kéo theo người nông dân tội nghiệp. Dân chúng đổ xô đến, kìm được con ngựa thì người nông dân bê bết máu. Người ta hỏi: sao mà ông dại dột hy sinh đời mình vì con ngựa và vì chiếc xe như vậy? Ông thều thào nói: nhìn vào trong xe thì biết. Họ nhìn vào và thấy một đứa nhỏ con ông đang nằm ngủ trong lòng xe. Người nông dân hy sinh vì đứa con. Gioan Tẩy Giả đã hy sinh vì sứ mạng, vì công lý. Đúng như vậy, ông quả xứng với lời ca tụng của Chúa Giêsu: không ngại chết, dám hy sinh vì công lý, làm chứng cho công lý. Chúa Giêsu đã xác nhận vai trò này của ông. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Gioan Tẩy Giả đứng dọn đường. Chúa Giêsu bảo rằng trong con cái của những người nữ sinh ra chưa từng một xuất hiện một ai cao trọng hơn ông. Khi Chúa Cứu Thế đến khai mở nước Thiên Chúa thì đấng cao người cao trọng như ông lại rút lui vào trong bóng tối vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông tuyên bố: ngài lớn lên, còn tôi thì lu mờ đi. Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa đợi chờ Chúa đến. Giáo hội giới thiệu với chúng ta Thánh Gioan Tẩy Giả, người đi trước để dọn đường cho Chúa đến. Chúng ta cũng là những người đang dọn đường, dọn tâm hồn, dọn nhà cửa, dọn nhà thờ, làm hang đá, dây đèn treo. Chúng ta tập hoạt cảnh, tập thánh ca để đón Chúa đến trong ngày lễ Giáng sinh. Và đầu mùa vọng, giáo hội còn nói chúng ta đón Chúa đến trong ngày cuối của cuộc đời chúng ta.
Chúng ta chuẩn bị mọi sự, nhưng chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn của mình chưa? Hay là chỉ có những hình thức bên ngoài và chúng ta tưởng là đủ? Có ai nghĩ rằng ông Chí Tài, một danh hài nổi tiếng của Việt Nam, chết chiều hôm qua khi người ta tìm thấy ông nằm ở cầu thang tại một chung cư ở Phú Nhuận, đưa đến bệnh viện thì không kịp. Người ta khóc thương ông bởi vì 62 tuổi mà chết đột quỵ. Tất cả chúng ta không ngờ chuyện đấy xảy ra. Tháng trước có một cầu thủ bóng đá của chúng ta chết trên sân cỏ. Không ai nghĩ như vậy. Những lúc như vậy thì ai hiểu được rằng Chúa đến để mà chuẩn bị đây. Vấn đề là cứ chuẩn bị. Mỗi một người chúng ta là những Gioan Tẩy Giả của thời đại ngày hôm nay. Đối diện với thế xã hội gian tà, một xã hội chối bỏ niềm tin, chúng ta cần phải chuẩn bị. Cần phải can đảm để chuẩn bị. Chúng ta không ăn chay, không rao giảng, không chết anh hùng được như Gioan Tẩy Giả. Nhưng ít là chúng ta cũng dọn tâm hồn, đứng dậy đón Chúa đến. Dọn tâm hồn khỏi những thứ nhơ bẩn của trần gian. Dọn tâm hồn thật sạch, thật đẹp để đón Chúa Giêsu đấng Giáng sinh đến ở với chúng ta. Gioan đã nói với chúng ta như vậy. Chúng ta nghe lời ông để hôm nay chúng ta bắt đầu.